Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và sử dụng ứng dụng VNAID. Đây là ứng dụng giúp cho các bạn khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa bằng cách sử dụng mã QR code. Nó sẽ giúp cho các bạn đi qua những cái chốt nhanh hơn thông qua cái việc tạo sẵn cái mã QR code. Trên điện thoại Android thì các bạn hãy tìm đến cái mục có chữ CH Play, các bạn bấm vào. Các bạn nhập vào cái chữ là VNAID. Sau đó các bạn bấm vào cái kính lúp ở đây. Các bạn sẽ thấy có cái ứng dụng này, thì các bạn hãy bấm vào ngay cái ứng dụng VNAID. Nó có cái logo như thế này. Khi các bạn thấy xuất hiện chữ mở là ứng dụng đã tải và cài đặt xong, các bạn có thể bấm vào đây để mở trực tiếp luôn, hoặc các bạn bấm về màn hình chính. Sau đó các bạn sẽ thấy có một cái ứng dụng mới vừa cài đặt, thì các bạn có thể bấm vào đây để khởi động lên cũng được. Ở bước này thì các bạn cần phải đăng ký cho các bạn một cái tài khoản. Và cách đăng ký thì nó cũng rất là dễ, hoàn toàn miễn phí. Các bạn bấm vào chữ đăng ký ở đây. Sau đó các bạn nhập vào số điện thoại và số căn cước công dân của các bạn vào đây. Ở chỗ này nếu như các bạn có số chứng minh nhân dân thì các bạn nhập vào chứng minh nhân dân. Còn các bạn có số căn cước công dân thì các bạn nhập vào số căn cước công dân, cái nào cũng được. Sau đó các bạn bấm vào chữ đăng ký ở đây. Khi đó ứng dụng sẽ gửi cái mã OTP về cái số điện thoại mà các bạn vừa nhập ở trên. Nên các bạn hãy mở cái điện thoại của mình lên và kiểm tra cái mã OTP. Ví dụ như cái mã OTP của mình nó như thế này. Các bạn nhập đúng thì nó sẽ báo ra cho các bạn cái thông báo là thành công. Và bây giờ mình sẽ bấm vào chữ đăng nhập ở đây. Ở bước này thì các bạn sẽ nhập vào cái mật khẩu ở chỗ này. Và cái tên đăng nhập chính là cái số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của các bạn. Và mật khẩu này thì các bạn hãy xem trong cái tin nhắn của cái số điện thoại hồi nãy. Ứng dụng sẽ gửi cho các bạn một cái mật khẩu. Các bạn có thể đổi lại mật khẩu đó bất kỳ lúc nào mà các bạn muốn. Thì mình sẽ mở tin nhắn ra mình xem và mình nhận được cái mật khẩu như thế này. Thì mình sẽ nhập vào đây. Sau đó các bạn bấm vào chữ đăng nhập ở đây. Tới bước này thì các bạn hãy nhập vào tất cả những thông tin mà ứng dụng yêu cầu. Các bạn lưu ý chỗ nào có dấu sao là các bạn bắt buộc phải nhập. Thì cách nhập nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn cứ mở căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân của mình ra, rồi các bạn nhập vào y hệt những cái thông tin ở trên đó là được. Như vậy mình sẽ nhập vào thông tin của mình. Ở đây họ và tên ghi chữ in hoa thì các bạn nhớ là phải ghi chữ in hoa giống như thế này. Sau đó các bạn sẽ chọn cái giới tính ở đây. Rồi sau đó các bạn nhập vào ngày tháng năm sinh của mình. Sau đó các bạn chọn cái quốc tịch. Ví dụ như quốc tịch Việt Nam thì các bạn để nguyên như vậy. Quốc tịch khác thì các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn chọn đúng cái quốc tịch của quốc gia mình. Nó có rất là nhiều. Như vậy mình Việt Nam nên mình sẽ trở ra lại. Sau đó các bạn nhập vào tỉnh thành mà các bạn đang cư trú. Và cái tỉnh thành này là các bạn phải nhập vào đúng với cái căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân của các bạn. Sau khi đã đảm bảo đúng cái thông tin rồi, nếu như cái chỗ này mà nó chưa có tích như thế này thì các bạn nhớ là phải tích vào. Vì một số trường hợp nó như thế này, các bạn nhớ tích vào. Sau đó các bạn bấm vào chữ cập nhật ở đây. Khi đó các bạn sẽ được cấp một cái mã QR code như thế này. Thì đây chính là cái mã QR code để các bạn khai báo khi đi qua chốt kiểm dịch. Nhưng tới đây chưa xong đâu, các bạn cần phải khai báo y tế và khai báo di chuyển. Khi các bạn muốn di chuyển đi qua những cái chốt thì các bạn cần phải khai báo trước. Như vậy mình sẽ tiến hành khai báo bằng cách là bấm vào khai báo y tế toàn dân ở đây. Trong đây nó có cái mục là khai hộ. Nếu như các bạn khai cho chính các bạn thì thôi, các bạn không cần phải tích vào cái ô này. Nhưng nếu như các bạn khai hộ người khác thì các bạn nhớ tích vào cái ô này. Giả sử như mình khai cho chính mình đi thì mình sẽ cứ để y nguyên như thế này. Và các bạn chỉ cần chọn những cái câu trả lời có hay là không ở những cái câu hỏi bên dưới. Nó cũng rất là đơn giản giống như những ứng dụng khác. Ví dụ như nó hỏi mình trong vòng 14 ngày qua có đi đến quốc gia vùng lãnh thổ nào không, thì mình không thì mình để nguyên như vậy. Rồi trong 14 ngày qua mình có các triệu chứng sốt, ho, khó thở như thế này hay không. Ví dụ không thì mình sẽ chọn như thế này. Còn có thì các bạn cứ bấm vào đây. Còn không thì các bạn cứ bấm vô đây. Nếu mà có thì các bạn khai báo là các bạn bị những cái triệu chứng gì. Ví dụ như là sốt, ho, khó thở, vân vân. Còn không thì các bạn để nguyên như thế này. Sau đó các bạn cũng nhớ là phải tích sáng ô này lên. Và các bạn bấm vào chữ gửi tờ khai đây. Thì như vậy là mình đã khai báo y tế thành công. Các bạn có thể bấm vào chữ lưu ảnh ở đây để lưu cái ảnh này lại. Nếu như các bạn đi ra ngoài đường mà các bạn không có 3G hoặc là 4G thì các bạn nên lưu ảnh lại để sử dụng offline, không cần phải có internet. Mình sẽ lưu cái ảnh này lại bằng cách là chụp màn hình hoặc là bấm vào chữ lưu ảnh ở đây. Và mình bấm vào chữ cho phép. Thì như vậy là đã lưu ảnh thành công về điện thoại của mình rồi. Các bạn có thể yên tâm mở lại bất cứ lúc nào.
Tới bước này thì các bạn hãy bấm vào chữ đóng ở đây. Như vậy là các bạn đã khai báo y tế xong. Khi các bạn di chuyển nội địa thì các bạn phải khai báo trước, và các bạn bấm vào đây để khai báo di chuyển nội địa. Thì cái chỗ này cũng giống như mình nói hồi nãy, mình có khai hộ ai thì mình tích vào đây và mình điền cái thông tin của người khai hộ. Còn trong trường hợp này, ví dụ như mình khai trực tiếp cho mình thì mình cứ để nguyên như vậy. Và ở đây là cái thông tin nơi đi. Ví dụ như các bạn đang ở cái nơi mà các bạn mới vừa khai báo cái địa chỉ thường trú đó, thì các bạn tích vào đây, nó sẽ ra cái thông tin đúng y như là các bạn mới vừa cung cấp hồi nãy. Đó chính là nơi thường trú của các bạn, và các bạn đang ở nơi cái thường trú đó. Còn nếu như các bạn không phải ở cái nơi thường trú này mà các bạn đang ở một cái nơi khác, ví dụ như các bạn đang ở Đồng Tháp chẳng hạn, thì các bạn bỏ cái này đi. Các bạn chọn vào đây, các bạn chọn Đồng Tháp, và các bạn chọn quận huyện, ví dụ như mình ở thành phố Sa Đéc, và chọn phường, ví dụ như mình sẽ chọn phường 2 chẳng hạn. Và số nhà thì các bạn hãy nhập vào cái số nhà mà các bạn đang ở của cái phường này. Mình chỉ ví dụ thôi, ví dụ như mình đang ở số 1 đường Trần Hưng Đạo chẳng hạn. Sau đó các bạn kéo xuống, sau đó mình sẽ chọn Bà Rịa Vũng Tàu đây, và mình sẽ chọn tiếp, ví dụ như mình sẽ chọn huyện Đất Đỏ, và mình sẽ chọn tiếp cái phường, ví dụ như thị trấn Đất Đỏ, và mình đi tới số nhà, ví dụ như số nhà số 1 Võ Thị Sáu chẳng hạn, thì các bạn cứ nhập vào số 1. Ở đây mình chỉ ví dụ thôi nha các bạn. Sau đó các bạn kéo xuống, và các bạn chọn tiếp cái loại phương tiện. Ví dụ như các bạn đi bằng phương tiện gì đó, các bạn bấm vô đây nè. Các bạn đi bằng xe khách, tàu huyện, hay là các bạn đi tự đi, hay là khác thì các bạn ghi vào đó. Ví dụ như mình đi bằng xe khách chẳng hạn, thì mình sẽ bấm vào xe khách. Rồi xe khách biển số mấy thì các bạn cứ nhập vào biển số, và các bạn nhập vào ngày khởi hành. Ví dụ như các bạn đi ngày hôm nay. Ở đây các bạn có thể nhập vào đây cho nó nhanh, là các bạn bấm vào cái lịch chỗ này nè. Rồi sau đó các bạn bấm y nguyên vậy. Ví dụ như hôm nay các bạn khởi hành, còn ngày mai hoặc ngày mốt thì các bạn cứ chọn như thế này. Giả sử như giữ nguyên hôm nay là các bạn khởi hành, hoặc là ngày mai chẳng hạn, ngày 10 đi, hoặc là ngày 9 chẳng hạn. Các bạn bấm chữ OK thì nó sẽ ra đây cho các bạn. Và mục đích đến thì các bạn bấm vào đây. Các bạn ghi là chắc chắn cái này không phải là nơi địa chỉ thường trú rồi. Thì các bạn hãy chọn một trong những cái lý do đây. Ví dụ như đi giải quyết công việc cá nhân chẳng hạn, thì các bạn chọn vào. Rồi các bạn chọn tiếp những cái câu hỏi trả lời dưới đây. Nó rất là đơn giản, các bạn chỉ đọc và chọn thôi. Sau đó các bạn bấm vào chữ gửi tờ khai. Vì trong video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn biết cách thực hiện thôi, mình không có đi thực sự nên tới đây mình không có bấm gửi tờ khai. Còn các bạn đi thực sự thì các bạn cứ bấm gửi tờ khai đây. Ứng dụng nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái mã QR code giống như hồi nãy. Thì các bạn có thể sử dụng cái mã QR code đó khi đến những chốt kiểm soát, thì các bạn hãy trình cái mã QR code đó ra, sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc khai báo y tế khi đi qua chốt. Có một điều các bạn cũng cần lưu ý và thông cảm, vì ứng dụng mới vừa được phát hành nên chắc chắn sẽ còn thiếu sót và có thể xảy ra một số lỗi. Các bạn cố gắng chờ những cái bản cập nhật tiếp theo thì ứng dụng sẽ khắc phục được. Thì hy vọng rằng qua video này sẽ giúp cho các bạn sử dụng được cái mã QR code để khai báo khi di chuyển qua những cái chốt nó được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video.